Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ghi nhận từ Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, tối 29 tháng 6, tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp trao tặng bằng khen, tuyên dương những cá nhân là người dân, trưởng các thôn, buôn đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Đây là những cá nhân tích cực tham gia truy bắt các đối tượng gây ra vụ mất an ninh trật tự tại địa bàn huyện Cư Quyên vào rạng sáng ngày 11 tháng 6 gây phẫn nộ trong dư luận cả nước vừa qua. Theo đó, 5 cá nhân được trao bằng khen gồm ông Trần Đình Lộc, trú tại thôn 24, xã Ea Ninh, huyện Cư Quyên, ông Y Che Đa Báp, trú tại Buôn Cơ Tu, xã Ea Cơ Tu, huyện Cư Quyên, ông Nguyễn Phi Long, trú tại thôn 23, xã Ea Ninh, huyện Cư Quyên, ông Nguyễn Quốc Hùng, trú tại thôn 11, xã Ea Cơ Tu, huyện Cư Quyên, và bà Hờ Liên Nhiê, buôn trưởng buôn Ea Liang, xã Cư Pơn, huyện Krông Búc. Đây là những cá nhân không chỉ tích cực tham gia truy bắt các đối tượng gây ra vụ mất an ninh trật tự tại địa bàn huyện Cư Quyên, mà còn cung cấp giúp đỡ lực lượng công an, chính quyền địa phương truy bắt các đối tượng đang lẩn trốn. Trước đó, sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk báo cáo thông tin cụ thể về vụ việc gây mất an ninh trật tự vào rạng sáng 11 tháng 6, cũng như ý kiến của các đại biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắk về việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn vào chiều 29 tháng 6, Đại tướng Tô Lâm khẳng định vụ việc xảy ra tại huyện Cư Quyên là hành vi khủng bố gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng, có tổ chức, rất manh động. Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, trong mọi hoàn cảnh, điều kiện, cấp ủy chính quyền các cấp cần phải đặc biệt coi trọng và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, mỗi tấm gương điển hình, mỗi mô hình hay trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một nhân tố xây dựng nền tảng sức mạnh trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Cần chú trọng bồi dưỡng, phát huy và nhân rộng trong xã hội. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng vào cuộc truy bắt nhóm đối tượng, đồng thời cắt cử lực lượng bảo đảm an ninh trật tự an toàn cho người dân. Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho biết, đến nay, toàn bộ nhóm đối tượng tham gia vào vụ việc đã bị bắt giữ, tình hình an ninh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ổn định trở lại, cuộc sống của người dân diễn ra bình thường. Những việc cần thực hiện trong thời gian tới theo Bộ trưởng Tô Lâm, tuyệt đối không được chủ quan, lơi lỏng, phải đảm bảo an ninh quốc gia từ địa bàn cơ sở. Bên cạnh đó, cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Thông tin từ Cổng Thông tin Chính phủ. Trong 2 ngày 22 và 23 tháng 6, trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tổ chức thảo luận và thông qua văn kiện ra soát lần thứ 8 việc thực hiện chiến lược chống khủng bố của Liên Hợp Quốc. Tại phiên họp, các nước thành viên đã thông qua nghị quyết bằng đồng thuận và thảo luận nhiều nội dung quan trọng về triển khai chiến lược chống khủng bố của Liên Hợp Quốc. Trong đó, có các mối đe dọa đang nổi lên, các biện pháp nâng cao hiệu quả phòng chống khủng bố, bảo đảm tuân thủ luật pháp quốc tế và xây dựng năng lực cho các quốc gia thành viên trong công tác phòng chống khủng bố. Tham dự và phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đánh giá chủ nghĩa khủng bố tiếp tục là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển trên phạm vi toàn cầu. Đại sứ khẳng định, việc thông qua văn kiện bằng đồng thuận thể hiện thông điệp thống nhất và mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế không chấp nhận chủ nghĩa khủng bố dưới bất cứ hình thức nào. Về các biện pháp phòng chống khủng bố, trưởng Phái đoàn Việt Nam cho rằng cần có cách tiếp cận toàn diện, không chỉ trong các lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật truyền thống, mà cần nỗ lực giải quyết nguyên nhân gốc rễ và yếu tố xuất phát cho sự hình thành, phát triển của chủ nghĩa cực đoan, bạo lực và khủng bố. Đại diện Việt Nam cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và hỗ trợ nâng cao năng lực trong phòng chống khủng bố, cũng như sự tham gia rộng rãi của các thành phần xã hội, trong đó có các công ty cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin. Thông tin từ Ban Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận ngày 23 tháng 6, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt anh NTG, sinh năm 1989, vì hành vi đăng tải clip cắt ghép không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.
Theo cơ quan công an, liên quan vụ việc nhóm đối tượng sử dụng vũ khí tấn công vào trụ sở cơ quan nhà nước xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11 tháng 6, anh Dê đã sử dụng tài khoản mạng xã hội TikTok đăng tải video clip có nội dung hình ảnh không đúng sự thật. Qua xác minh, cơ quan công an xác định đây là hình ảnh cắt ghép ở các sự kiện khác dẫn đến tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân cũng như gây dư luận xấu trên không gian mạng. Qua làm việc, ông Dê đã thừa nhận hành vi sai phạm và cam kết không tái phạm. Cơ quan công an cũng yêu cầu ông Dê gỡ bỏ các nội dung đăng tải không đúng sự thật. Ghi nhận thông tin từ báo Dân Trí, sau vụ việc tấn công trụ sở công an xã tại Đắk Lắk, các đối tượng sau khi bị bắt giữ đã thừa nhận đã bị lôi kéo, dụ dỗ thực hiện hành vi tàn độc với lời hứa hẹn được cho tiền, tài sản, được giàu sang. Tôi thấy hối hận, tôi đã làm sai rồi. Tôi thấy việc làm của tôi là sai, tôi xin bà con buôn làng không làm theo những việc của chúng tôi. Đó là những lời nói run rẩy của những kẻ đã nhẫn tâm giết hại đồng bào mình. Cùng với các hoạt động truy quét tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, cơ quan chức năng cũng đã kêu gọi những kẻ lầm đường lạc lối ra tự thú để được hưởng khoan hồng, để có cơ hội hối cải. Thứ không thể khoan nhượng đó là những kẻ chủ mưu đen tối và tàn độc đã tổ chức vụ tấn công này và những kẻ chống lưng cho chúng. Nhóm tội phạm đã không từ bỏ một thủ đoạn nào để hoạt động chia rẽ, chống phá đất nước, dân tộc ta. Tuy nhiên, những âm mưu thủ đoạn như vậy chắc chắn không có một mảy may cơ hội nào tồn tại trên đất nước của hơn 90 triệu người con, đã thấu hiểu hơn ai hết giá trị của hòa hợp dân tộc, của hòa bình và ổn định. Tây Nguyên là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng của nước ta, nơi có một bộ phận người dân tộc thiểu số nhận thức còn hạn chế và dễ bị kích động. Lợi dụng điều đó, các thế lực thù địch, phản động được các tổ chức hải ngoại giật dây đã rất nhiều lần nhắm đến Tây Nguyên với mưu đồ chia cắt khối đại đoàn kết, chống phá chế độ. Theo thông tin từ báo Tin Tức, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm và tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Đồng thời, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 75 bị can về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Theo Điều 113 Bộ Luật Hình sự năm 2015, khởi tố 7 bị can về tội không tố giác tội phạm. Điều 390 Bộ Luật Hình sự năm 2015, một bị can về tội che giấu tội phạm. Điều 389 Bộ Luật Hình sự năm 2015, một bị can về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Điều 348 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can nêu trên đã được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn. Cũng theo người phát ngôn Bộ Công an, đến nay, cơ quan chức năng thu giữ 23 khẩu súng các loại, súng quân dụng, súng hơi, súng tự chế, 2 lựu đạn, 1.199 viên đạn các loại, 15 kíp nổ, 1,2 kg vật liệu nổ, 1 nòng giảm thanh, 2 ống ngắm, 1 mô hình mình tập, 30 dao, 10 cờ phun rô và nhiều phương tiện thiết bị gây án của các đối tượng. Về tình hình Đắk Lắk hiện nay, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, với các biện pháp rất nhanh chóng, hiệu quả của lực lượng công an, sự ủng hộ giúp đỡ tích cực của người dân, nhất là trong vận động đầu thú, tham gia truy bắt các đối tượng. Chỉ sau 2 ngày xảy ra vụ việc, đã ổn định tình hình trên địa bàn. Đến nay đã bắt giữ hầu hết số tham gia và thu giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các tỉnh Tây Nguyên, hiện mọi mặt sinh hoạt của tổ chức, cá nhân ở các tỉnh Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng đã diễn ra bình thường, tình hình ổn định, an ninh trật tự được bảo đảm. Bộ Công an đánh giá đây là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của các đối tượng rất man rợ, mất nhân tính, thể hiện quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng. Lực lượng công an đã có tài liệu chứng cứ chứng minh vụ án xảy ra còn do có sự hậu thuẫn, chỉ đạo từ một số tổ chức cá nhân ở nước ngoài, thậm chí cử đối tượng nước ngoài xâm nhập trái phép về Việt Nam để dàn dựng chỉ đạo tấn công khủng bố. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Mong muốn các nước bạn bè quốc tế tích cực phối hợp, hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong điều tra xử lý vụ án nói riêng, trong đấu tranh phòng chống khủng bố nói chung. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!